Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em về một số đồ nghề, kéo thì kéo các loại nhá. Đây có cái đe bằng thép tay xe lửa nhá, khoan sắt, xoong chảo. Rồi đi nhanh từng món nhá. Ở đây mã số 1 này, một cái đe sắt khá là nặng nhá, gần 6 kg, gần 6 kg nhé, ray xe lửa. Chiều dài của nó là 19 cm, bề rộng ngang của nó là 6 cm. Này mã số A1 650k nha. Nội địa Nhật bãi về nha. Mã số A2, một cặp dao, dao của Đức nha, hai người này, dao nhỏ, còn dao Thái lớn, khấu đúc liền thôi. Gemani. Này thì cá nó bị hư rồi nha. Chiều dài 17,5 cm, gần 18 cm, bản 4.5, 4,5 phân. Còn khá là đẹp. Này về các bác chỉnh sửa cán lại nha. Một cặp như thế này, mã số A2, 230k. Tranh thủ mùa dịch nó giờ rảnh rỗi thì mình sửa lại dao nhé. Rồi mã số A3, A3 cũng một con dao đi rừng khá là đẹp luôn, đó là mới có điều cái cán thì người ta cưa mất. Đây có chữ này, loại này là mài hai mặt nhá. Tổng chiều dài lưỡi của nó là 16 cm, đây là 4,5 phân, ngoài này là 6 phân, luôn. Mã số A3 280k. Này về thay cán mới là tuyệt vời. Mài hai mặt. Mã số A4 cũng một con dao rừng luôn. Này thì cán nó hơi bị tét, người ta quấn vào, người ta quấn thì nó hơi thô. Nếu các nào về thì mình để nguyên vậy cũng được. Mình muốn đẹp hơn thì mình thay cán, không có thì mình quấn kẽm cho nó đủ vòng, nó đẹp chút là ok, xài vẫn tốt. Đây có chữ này cũng còn khá là đẹp nha. Còn như này, mã số A4 270k. Hôm nay thì chiều dài nó 15 cm, bạn này 4,5 phân, còn này 5,5 phân. Đây thì nó dày khoảng 6 ly nhá, dày 6 ly. Mã số A5, dao đề 3, thép không gỉ nhá, này thép không gỉ. Chiều dài của nó là 15,5 cm, bản 5 phân nhá, 5 phân. Dày khoảng 6 ly nhá, dày đều 6 ly ra ngoài này luôn. Loại này thái cũng được, mà chặt gà cũng được, ok. Cán cũng còn rất là đẹp nhé. Một con như thế này, mã số A5, 290k. Mã số A6, cặp cưa nhé, cưa gấp mạch to nha, là một chiếc cưa lá hẹ, còn khá là ok nha, thắng lợi còn tốt nha. Một cặp như thế này, mã số A6, 150k. Cái này ok săn gì đây, biết in Japan này.
tem mác vẫn còn nha. À, cả ok. Này cán nhựa nha. Cặp này mã số A6 150k. Mã số A7 cũng một cặp cưa luôn. À, cái cưa cầm tay. À, răng nợ nó nhìn như thế thôi, nhưng còn rất là bén nha. Một cái cưa lá hẹ. Còn ok luôn. Còn khá mới nha, tem mác vẫn còn. Cặp như này, mã số A7 150k luôn. Mã số A8 dao kiểu mã tấu đây, khá đặc biệt. Này nó dày 5 ly nhé, 5-6 ly đó. Chiều dài của nó là lưỡi không là 28 cm, bản 3 phân. Cái này nó bị 5 cái chốt rồi nha, vậy thì các bác đóng lại cái chốt nhé. Khá là đặc biệt. Này mã số A8 270k, về đi phát rừng phát rẫy là tuyệt vời, đặt bờ phát bụi cũng được. A8 270k nha. Mã số A9 này là một con dao dài 20 cm, khá là dài, bản 4/3. Đây nó có lớp phần này là chống dính nha, sọc chống dính rất là đẹp luôn. H378053 số ký hiệu nó thôi, không có ghi chữ gì nha. Cán gỗ rất là đẹp luôn. Mã số A9 190k. Mã số A10 này chiều dài của nó là 16,5 cm, bản 4/7, còn khá đẹp nhé, nhựa carbon với kim da băng. Mã số A10 180k. Mã số A11 con thép 3 lớp nha, và check back chiều dài 16,5 cm, bản 4/4, này khá là dày nha, cán gỗ xuyên suốt luôn, này mài đi rất là bén nha. Đây có chữ này M. Mã số A11 160k. Mã số A12 con này cũng ra theo 3 lớp luôn. Này thép 3 lớp hả? Này thép 3 lớp luôn này. Đó, kẹp. Chiều dài của nó là 16,5, bản 4/3. Đây có chữ này, còn khá đẹp luôn. Này mã số A12 160k. Mã số A13 một cặp một con dao titan, con dao dao sứ nha, dao sứ, dao nhỏ trái cây này thì titan này chiều dài 15 cm, bản 4/4, titan với tính ra ghép bằng thân máy bay nha, mài nó rất là lâu, nó cứng mà mài được rồi thì nó cũng rất là bén và bén lâu nha. Một cặp như thế này, mã số A13 200k. Hai con nha. Mã số A14 một cặp. Chiếc dao vọt trái cây, vọt ca. Ca này cũng còn khá đẹp nha. Và một dao thái thép 3 lớp cũng vọt ca luôn này.
ba lớp thép nha, dài 16,5 cm, bản 4/7, rất là rộng này. Cán nhựa khá đẹp. Một cặp như này, mã số A14, 230k. Mã số A15, một cặp. Em chiếc dao thép kẹp là lớp, dài 16,5 cm, 16 cm, bản 4/7, bản 4/7 khá là ok, bản gỗ. Chiếc con dao gọt trái cây nhỏ. Một cặp như này, mã số A15, 200k. Mùa dịch mà bán giao lưu các bác nhé. Mã số A16, thùng đồ nghề, thùng 3 ngăn nhé, 3 ngăn khá là ok. Con dầu thì ở đây thì nó vận chuyển nên là nó hơi móp chút nhé, không phải gì. Nó về xài thì cũng còn rất là tuyệt vời. Thùng này khá là dày nhé, khá dày, nặng tầm 2 kg mấy đó. Rồi, một cái như thế này, mã số A16, 200k. Mã số A17. A17. Này cặp dao nó, cặp hai con. Này dài 16 cm, 17 cm, bản 4/5, một con dao nhỏ dài 15 cm, tán teo Japan khá đặc biệt, thép không gì, cán nhựa chốt đồng này, như cái đao luôn. Và một cái con này thì cá nó đúc liền luôn. Đó. Chữ này. Một cặp như này, mã số A17, 260k. Mã A18, một cặp hai con nha. Này chiều dài 16,5 cm, bản 4/5, 15 cm, bản 4/7. Loại này mài đi cũng rất là bén nha, cán gỗ khá là đẹp. Ta ghét này. Có nối phu sĩ đây. A18, 260k, hai con nha. A19, con dao titan nhé, dao titan, chiều dài của nó là 16 cm, 16,5, bản 4/5, siêu nhẹ luôn, gác mài sắc đi là xài cũng ok. Cán nhựa nhé. Này mã số A19, 220k. A20, con dao đề ba nhỏ này, dài 13,5 cm, bản 4/3 này, này nó dày 8 ly. Đó. Còn khá là ok. Loại này thì lưỡi nó mài cũng hơi sâu rồi, cá nó bị bể rồi nha, về bác thay cán nhá. À, này bán giao lưu các về sửa chữa. Mã số A20, 160k. A21, cái giá treo dao nhé, bán nhiều rồi. Nào treo dao 500, dài 50 cm, có mũi khoan này, hôm nay về thêm rồi nha. Bạn nào cần thì cứ liên hệ. Loại dao bỏ lên, dao titan thì nó không dính nhá.
Đấy, da titan thì nó không hút. Đó. Khá là chặt. Bạn nào muốn chặt hơn thì mình xài hai cái cho ghép gần nhau cho nó chắc hơn. Và một loại nào to. Loại 57 nặng thì loại bản to thì treo vẫn ok nhá. Có điều là loại bản mà nhỏ bằng này thôi mà nó nặng quá thì nó không ổn định thôi. Khoảng 57 nặng thì cái bản to khoảng độ 57 phân. 7 phân thì ok. Không vấn đề gì. Một cái này mã số A21 160k nha. 160k. Viên đá mài, đá mài cô đô. Mặt 16.000 nhá, 16.000. Đá này Loan sản xuất theo dây chuyền của Nhật nha. Rất là mịn, ngâm 7-15 phút trước khi dùng nha. Mài mặt 1.000 thì nó cũng khá mịn rồi. Bạn nào muốn nó bóng hơn, sắc hơn thì mình xài mặt 6.000. Con dao Nhật thì mình xài nên xài loại đá này thì nó sẽ tốt hơn nha. Một viên như thế này 190k, 190k một viên đá mài Kodo nha. Mã số A22 một cái rìu buộc cổ này dài 21,5 cm. Phần này của nó là 8 phân. Đây có chữ luôn này. Điều thì phần này để lâu nó ố thôi, không ảnh hưởng gì. Bạn nào muốn đẹp hơn thì mình mài chỗ lại làm bóng sáng đó. Mình xài thì rất là ok, đẹp của nó thì theo thủ công nó rất là tốt. Này phần này nó đúc nguyên khối luôn, không có bị nứt gì. Còn vuông thành sắc cạnh này để lâu không có sử dụng. Này mã số A22 270k. Mã số A23 cái rìu luôn, chiều dài 20 cm, dài 20 cm, bản 7 phân rưỡi, bên 3 gạch bên 4 gạch. Phần này nó đép thúc đúc thủ công nên là thép nó hơi nhăn nheo xấu. Rìu thì khá là chất lượng nha. Này mã số A23 280k. Mã số A24 con rìu tai voi. Size nhỏ nha. Bản 10 này, một chiều là 10 cm luôn. Bạn đáp cán vào thôi. Đẹp hơn mình mài giũa lại nha. Mã số A24 250k. A25 con rìu cũng khá là dài. Phần này nó đúc quần luôn này, rất là dày luôn. Phần này nó dày 2 phân. Làm búa gõ cũng được. Dài 23,5 cm. Bản 7 phân. Còn vuông thành sắc cạnh luôn. Này chắc chưa xài nhiều đâu. Này mã số A25 290k. Mã số A26. Cái búa đầu búa có OH nha, 1.1 kg OH. Cũng còn khá là đẹp. À, mặt búa còn đẹp nha. Lục giác cán không có nha. Này mã số A26 130k. Đầu búa OH. Mã số A27. Một cái đầu búa luôn. Này 1.5 kg nha, 1.5 kg. Búa cũng còn đẹp nha. Này không có cán luôn. Này mã số A27 150k. Đầu búa 1.5 kg nha. Này có hình dấu cộng. Mã số A28. Đầu búa này cũng 1.5 kg luôn. Còn mặt búa còn đẹp nha.
số A28 160k này, có cán này. Đây nó có hình con tôm, con cua này. A28 160k. Mã số A29. Cái kim mỏ quá. Còn lót tơ nhé, lót tơ. Cũng còn khá là ok. Cỡ này. Đang đợi còn ngon nha. Chưa có bị lung lay gì. Khá đẹp nha. Này mã số A29 100k. Mã số A30. Chiếc kìm. Kìm điện này. Size 21, dài 21cm nhé. 21cm. Khá là dài luôn. Còn mới nguyên luôn. Made in Japan này. Kinh. TTC. Có dấu kiểm định. Rất là đẹp luôn. Bao da còn đẹp nhé. Chả qua là cái này để bãi thì nó cố nó bẩn thôi. Em chưa có lau. Để lau đi là sáng bóng ngay. Mã số A30 150k. Kìm điện. A31 kìm của Fujiya, kìm nguội nhá. Kìm nguội của Fujiya. Còn mới nguyên luôn. Này dài 18cm chứ. Dài 18cm. 18,5cm. Rất là đẹp luôn, đang đợi còn nguyên. Này mã số A31 140k. Kìm Fujiya. Mấy kìm quậy này rất là cứng nhé. Mã số A32. Một chiếc kìm nguội của Mary. Kìm nguội của Mary nhé. Đang đợi cũng còn nguyên nhé. Khá đẹp luôn. Size 18cm. Size 18cm. Mã A32 100k. Mã A33 quan tay. Quan tay khá là đẹp. Mã A33 140k. Quan tay nhé, rất đẹp. Đây thì có một số cái kéo hộp bếp nhé. Bếp còn khá đẹp luôn. Đây là ký hiệu em V kép này. Phần này của nó phải tháo ra nhá. Ốc này có thể tháo ra, tháo ra để mài lưỡi được. Mài lưỡi này thì còn mới nhá. Cái cán thì nó hơi dơ thôi. Tổng chiều dài kéo là 24cm. Khá là dài nhé. Bạn này cắt thịt cắt thà này cũng ok rồi. Cắt đầu bếp. Cầm với tay, tay người lớn đồ cầm thoải mái nhé. Một cây kéo như này 60k. 60k một cây nhé. Mã số A34 một cái mỏ hàn thiết nhé, hàn kẽm, hàn chì đây. Đó, hàn chì còn khá là đẹp luôn. Dây chống cháy này. Đó, dây chống cháy 125V, xài điện 100V nha. Mã số A34 150k. Cái mỏ hàn còn chạy nguyên nha. Test rồi. Mã số A35 cũng một cái tương tự luôn. Đây rợ còn đẹp nha. 150k luôn. Tiếng mác vẫn còn này. 35 150k. Mã số A36. Cái này đường kính của nó là 18cm
chiều sâu là 8,5 cm. Nấu được bếp ga, bếp từ, bếp điện được nha, thoải mái. Lòng trong còn đẹp này, này nấu đồ nó chống dính này. Mã số A36 160k, 160k. Mã số A37 chiếc chảo chiên trứng nhỏ cũng còn khá là đẹp nha. Mirio 2 inch, 8 inch, này nấu bếp ga bếp từ đều được nha. Chiều dài của nó là 20, đường kính 20, nhỏ gọn. Bữa nay dịch thì không có thịt thà để nấu thì mình chiên trứng ăn đỡ thôi. Đó, cái mã số A37 120k, 120k chả chiên trứng. Mã số A8 nồi nhôm nhé, nồi nhôm đường kính của nó là 21,5 cm, chiều sâu của nó là 9 cm, còn rất là đẹp luôn. Nhôm này thì không còn nấu bếp từ được nha. Đây, cầm gỗ này khá là đẹp, này thì không có vung nha. Mã số A38 190k. Mã số A39 bộ mũi khoan. Bộ khoan này là 12 mũi nha. Bộ 12 mũi rất là nhiều. Mũi 4 mũi 6 mũi 7. Đây là mũi 12 này. Cũng còn khá là đẹp nha. 10, 12, 9, 12 mũi này, các bác đi mua nẻ một cái mũi nhỏ nhỏ như này thôi cũng mấy chục nghìn rồi. Này, to nhỏ đơn bé tính ra là chưa đến 20.000 một cái nhá. Mã số A39 220k, 220k một bộ mũi khoan 12 mũi luôn. Mã số A40 cũng một bộ luôn. Mười hai mũi. Còn rất là đẹp nha. A40 220k luôn. A41 bộ này to nhỏ lớn bé cũng có cả nha. A41 220k luôn, 12 mũi khoan. À, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Thì bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình thì xem kỹ video trước khi lựa chọn nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bác.